Rồi giờ sẵn sàng chưa? Ngồi cười hoài vậy bà nội. Rồi. Ê, mặt em cũng có nét già lắm nha Mia. Để vô hai đường đừng thấy vậy. Thiệt luôn á. Rồi. Trời. Vậy giờ cho em đi thay đồ đi. Không cần, đi đây. Trời, ánh thời buổi bây giờ công nghệ mà. Đứng im nào, nhắm mắt lại. Đó, thấy chưa? Đâu cần gì nữa. Giờ thơm miếng nữa. Giờ thơm luôn hả? Trời thơm, đâu thơm chứ. Rồi, ok chưa? Tươi chưa? Tươi rồi. Đi thôi. Đi. Bây giờ mình sẽ lang thang ngồi chợ để cô A nhận ra mình hay là không. Ok. Để cô A tìm ra trường gia hay là không. Ok. Rồi, tới rồi. Tới rồi à? À, trường gió. Chị ơi, cho em gửi chị xin lỗi chị nhé. Giang, Giang, đây Giang ơi. Đây, 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 đây. Đi ra. Cái trò đông quá mình. Ờ sao đi đại chứ. Bây giờ đông quá bà con đông quá mình không ở đây lao được. Mình phải đi chỗ khác. Mia sắp bầm dập rồi. Đây.